Mỗi lần mấy đứa tôi sáp lợi đi mua kiến là ăn gì nè. Mà công nhận kiến ở đây đẹp nghe, nó kiểu hiện đại á. Có mấy cái là soi căng được luôn á, chứ mắt thường đâu có thấy dòng chữ này. Mai mốt đi sắm đồ rồi điên mình mới được rủ mấy má này theo giỡn hoài luôn á trời. Ở đây có kính nào chị một lẹo không? Mắt em chị một lẹo. Kính thuốc không anh? Kính bên em là kính mát vậy. Dạ. Kính thuốc. Kính thuốc là kính sao nữa? Kính thuốc mà đeo vô chị bệnh trong mắt. Kính đông y nữa hả? Người ta là một cái brand Hàn Quốc cá tính mà mấy má vô giỡn một hồi tao nói là ra cái tiểu phẩm hài cuối tuần luôn. Chị coi giùm em nha, màu nào đẹp hơn nha. Khán giả coi giùm em thử màu nào đeo đẹp hơn. Chị thấy thì kính nào cũng được, nhưng mà quan trọng là phải kính nào đắt thọ, kính trên nhìn dưới. Em kính thọ nha, chị sống con thọ. Hồi xưa người ta có câu người đẹp gì lụa, mà mấy bà dòm con nhỏ này coi, nãy giờ nó đeo toàn là kiến đẹp không mà nó có đẹp lên đâu. Không có hợp bà ơi, không có hợp mặt bà. Hai đứa mua hai cái kiến mà tặng con cái nón rồi gọn biết chia kiểu gì luôn, chị em sức mẻ nữa rồi đó. Chị này có hay thì chị Mỹ Diệu không? Cái nón này là của hãng Nia Đi, là cũng bên Hàn Quốc luôn hay sao đó. Đội lên nhìn dễ thương ha. Với mỗi một cái kiến như vậy là có một cái hộp đựng, mà cái hộp đựng này là có chữ ký của ông nào á tôi không biết luôn. Chữ ký của cung Tuấn đó chị. Đây hai đồ tôi. Là ai vậy bà? Cung Tuấn. Là gì của bà? Hai đồ của tôi. Là ngày hôm sau tôi đeo cái kiến đó để che con mắt lẹo của mình luôn á. Trời ơi, nó sưng lên chùm bụp hết thấy đường, mắt đi bệnh viện luôn mà. Trộm vía là lúc mấy bà đang coi cái clip này thì con mắt của tôi nó cũng xẹp rồi, nó chỉ còn cái mài thôi. Nhớ kỹ lại coi bao lâu rồi mấy bà chưa có đi khám phụ khoa vậy? Tôi thấy cái chuyện này nó còn quan trọng hơn là mình đi spa để chăm sóc da mặt nữa đó. Không phải ai có chồng đẻ con rồi thì mới đi khám được đâu. Kể cả những bạn chưa biết mùi đàn ông mà kinh nguyệt không đều là cũng nên đi khám rồi đó. Trộm vía là cỡ này tôi không có bị viêm nhiễm hay là nấm ký sinh này kia, nhưng mà vẫn phải siêu âm nha. Tới giờ nghỉ trưa bệnh viện vắng que rồi, nhưng mà mấy bác vẫn cố gắng khám cho hết cái lượt khách buổi sáng. Tới lượt tôi vô siêu âm á thì gặp một bác rất là dễ thương. Bác nói là từ sáng tới giờ toàn là ca nặng không mà bác buồn dữ lắm. Trộm vía là trước tôi vài người rồi, tính luôn tôi cũng không có kết quả gì xấu cho nên là bác cũng mừng. Tôi theo cái bệnh viện này từ lúc đẻ em bé tới giờ luôn á. Xong rồi tôi đi ăn trưa ở quán đồ Thái. Thời gian này tôi với mấy bà chị em cốt rất là bận, thành ra cái chuyện đi ăn mình nên là bình thường. Để bữa nào rảnh rảnh tôi kể về cái dự án lần này cho mấy bà nghe nha. Còn giờ thì dít miếng trà sữa Thái đỏ nghe. Nhìn cái dĩa bạc Thái có miếng chanh với nhúm ớt, tự nhiên nước miếng ra chạn họng như trời. Khẩu phần này là phải 2-3 người ăn mới hết á. Vậy đó mà còn kêu thêm gà cuốn lá dứa, đúng là con mắt bự hơn cái bụng mà. Có một bạn nam dễ thương lắm, nhìn tôi hồi xong cái tôi cười. Cái bả lại bả nói chị ơi, lát nữa chị ăn xong hai chị em mình đi gội đầu không? Tôi mặc cái áo này từ sáng cho tới tối mà vẫn phẻ re nha. Kiểu như là không cần mặc áo giáp là nó nhẹ tưng như là ở nhà vậy đó. Được một cái nữa là cho dù có ăn no cỡ nào cũng không ai biết cái bụng của mấy bà nó dày lên 16m50 hết trơn. Nói là làm liền, ông ghệ Đài Loan ổng dẫn tôi đi ăn há lá dồn. Tôi làm đủ trò hết trơn á, còn ổng lo ăn với lo tính tiền không à. Tôi hỏi ổng á, anh thấy em mặc cái áo là đẹp không? Ổng nói đẹp. Còn mấy bà thấy sao chứ? Tôi là tôi nghĩ mấy bà có mắt thẩm mỹ hơn mấy anh cha đàn ông đó. Trước mắt là tôi thấy dễ mặc, ứng dụng được nhiều lúc là ok rồi đó. Bữa nay có dịp đi nước ngoài, qua tới bên Pháp gội đầu ở một cái salon tóc rất là có gu. Từng món đồ trang trí là do hai vợ chồng chủ tiệm đi sưu tầm đồ cổ mà có đó. Từ cái dàn máy may cho tới cái chân đèn, rồi cả cái khung hình ở trên tường, tất cả đều mang tính chất lịch sử. Khung này phải thốt lên wow. Bây giờ mình sẽ thay dép rồi lên phòng massage chân nha. Nhìn thôi là đã thấy xịn rồi, đặt chân xuống cái bồn ngâm ấm ấm nó còn thích hơn. Đây là thời đại của phụ nữ chúng ta, đừng có để cho cái gót chân nứt nẻ nha. Cái ghế này thông minh lắm, nó sẽ tự động nâng người mình lên để tiện cho cái việc massage chân á. Thay vì xài dầu thì nó quá là nhớt cho nên người ta bôi hẳn lotion dưỡng da để massage chân luôn. Đây là tới cái khúc mà tôi thích nhất rồi nè, lắc 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 nghe cái mắt cá thích lắm, thả lỏng nguyên cái bàn chân luôn. Một điểm cộng xuất sắc nữa là người ta sẽ bật nhạc du dương giống như phòng trà vậy đó, vừa nịnh tai mà vừa dễ ngủ. Đây, một chiếc phòng gội theo phong cách cổ điển quá đáng yêu đúng không? Những động tác tiếp theo sẽ nhẹ nhàng đưa mình vào giấc ngủ với một loạt động tác massage an đầu. Đây, tới cái khúc dính nhất rồi nè, ấn và kéo một đường dứt khoát từ mang tai viền theo cái đường chân tóc. Tay của người thợ sẽ đặt lên viên đá nóng để hấp thụ cái nhiệt đó rồi mới massage cho mình. Mình sẽ chỉ cảm nhận được hơi ấm thôi chứ không quá nóng. Ngoài những cái lông công lông vũ quá là quen thuộc rồi thì ở đây người ta còn có những cái que đũa siêu mỏng khều 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 lên mặt rất là nhột, rất là thích luôn. Thề tôi phải kêu bạn thợ làm đi làm lại mấy lần luôn á mới đã cái nương. Cái này là ma sát hai cái bàn tay để tạo một cái nhiệt độ giúp cho cơ mặt của mình nó được thả lỏng á. Từ rất lâu rồi mới được gặp lại một cái bộ ngọc xinh đẹp và nhiều đồ tới như vậy. Lúc nào cũng có cảm giác được massage ngọc ở ngoài tiệm thích hơn tự làm ở nhà. Số tôi hên lắm, đi ngay cái khúc mà tiệm tặng tại tế bào chết da đầu cho nên là...
Cảm giác vừa gội đầu vừa được ngủ ngon mà ngoài trời thì đang mưa lâm râm nó như thế này nè. Gội đầu tiệm mà lúc nào da cũng đẹp hết là tại vì người ta đi dưỡng chất cho mình kỹ như vậy mà. Sau này thì các người đẹp không cần phải lặn lội qua tới Pháp giống như tôi nữa, bởi vì tiệm đã về quận nhất rồi. Và nếu như các nàng có những anh người yêu đang tìm chỗ cắt tóc nam đẹp thì tội gì mà không ghé đây.